điều khiển trận đấu chung kết nam giữa Sanet Khánh Hòa và Biên Phòng của giải bóng chuyền Quốc Hùng Vương năm 2024 là tổ trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trọng tài số 1 là ông Phạm Duy Khánh và trọng tài số 2 đó là ông Nguyễn Thanh Tuấn. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, trận chung kết thứ 3 liên tiếp chỉ trong vòng quãng 1 năm qua, Sanet Khánh Hòa và Biên Phòng đối đầu với nhau. Ở trận đấu này thì Sanet Khánh Hòa là những người sẽ thi đấu trong trang phục áo màu vàng và đội hình ra sân của Sanet Khánh Hòa ở trong set đấu đầu tiên gồm có số 10 cây truyền 2 Đinh Văn Tú, số 3 chủ công Dương Văn Tiên, số 11 phụ công Phúc Lộc, số 9 đối truyền Từ Thanh Thuận, đội trưởng số 17 chủ công Evandro Diaz, số 5 phụ công Triển Chiêu và libero số 1 Trung Trực. Huấn luyện viên trưởng của Sanet Khánh Hòa là cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia ông Bùi Quang Ngọc. Trong khi đó thì Biên Phòng thay ra sân trong trang phục áo màu trắng và đội hình ra sân của Biên Phòng ở trong set đấu đầu tiên gồm có số 1 cây truyền 2 Đinh Văn Duy, số 17 chủ công Ngọc Thuần, số 9 phụ công Thế Khải, số 6 đối truyền Văn Hiệp, số 15 chủ công Quan Trai, số 8 phụ công Duy Tuyến và libero số 10 Vũ Anh Tuấn. Huấn luyện viên trưởng của Biên Phòng là huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Huấn luyện viên Trần Đình Tiền cũng là huấn luyện viên trưởng đương nhiệm của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia. Tới dự khán trận đấu chung kết nam của giải bóng chuyền Quốc Hùng Vương ngày hôm nay có đồng chí Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đồng chí Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng của Bộ đội Biên phòng. Đinh Văn Duy cây truyền hai số 1 của Biên phòng và như vậy là trận chung kết nam đã bắt đầu. Đinh Văn Tú, đó là pha đánh bóng của Từ Thanh Thuận. Điểm số đầu tiên trong trận chung kết nam đã thuộc về Sanet Khánh Hòa. Trọng tài xác định bóng đã chạm vào tay chắn bên phía Biên Phòng. 1-0 cho Sanet Khánh Hòa. Năm ngoái thì tại trận chung kết nam của giải bóng chuyền Quốc Hùng Vương năm 2023, Sanet Khánh Hòa đã để thua Biên Phòng với tỷ số 1-3. Nhưng sau đó thì đến trận chung kết giải vô địch quốc gia ở Nha Trang thì thầy trò huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đã đòi lại thành công món nợ khi đánh bại Biên Phòng trong trận chung kết với tỷ số là 3-0. Evandro 2-0 cho Sanet Khánh Hòa, đó là một tình huống đánh nghi thành công. Bóng đã chạm vào tay của Thế Khải. Evandro không xa lạ gì với Biên Phòng. Anh chính là chủ công của Sanet Khánh Hòa ở giai đoạn 2 của mùa giải vô địch quốc gia năm ngoái và là thành viên đã góp mặt trong chiến thắng 3-0 của Sanet Khánh Hòa trước Biên Phòng ở trận chung kết giải vô địch quốc gia. Đây là điểm số đầu tiên cho Biên Phòng, một tình huống phát bóng hỏng của Dương Văn Tiên. Người phát bóng là Ngọc Thuần. Ngọc Thuần đang ở hàng sau và Sanet Khánh Hòa cần phải rất dè chừng khi Ngọc Thuần là một trong những chủ công có những pha đập bóng như búa bổ từ sau vạch 3m. Evandro, điểm cho Sanet Khánh Hòa, bóng chạm chắn. 3-1. Hôm nay thì Evandro đã được huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc tung ra sân ngay từ đầu chứ không phải là Luis Felipe Perotto, một chủ công trẻ hơn. Đây là tình huống phát bóng của Phúc Lộc, phụ công gia nhập Sanet Khánh Hòa từ Bến Tre. Quan Trai, điểm cho Biên Phòng 2-3. Ở trận bán kết với Thể Công Tân Cảng thì rất nhiều người đã nhận xét là Quan Trai chơi như thời đỉnh cao cách đây quãng 10 năm khi anh còn khoác áo Đức Long Gia Lai. Tỷ lệ ghi điểm của Quan Trai ở trong trận bán kết với Thể Công Tân Cảng là xấp xỉ gần 100%. Evandro không thể cứu kịp bóng. Điểm cho Sanet Khánh Hòa 4-2.
một màn đối đầu giữa những tay đập kỳ cựu. Evandro, một tay đập năm nay 36 tuổi bên phía Sanet Khánh Hòa, và Quan Trai, tay đập 38 tuổi bên phía Biên Phòng. Evandro, đây là cơ hội cho Biên Phòng. Đã có lỗi rồi, trọng tài đã bắt lỗi hai chạm. Lỗi hai chạm với Duy Tuyến trong tình huống chuyền bóng cao tay vừa rồi. Điểm 5-2 cho Sanet Khánh Hòa. Lượt phát bóng đã xoay đến vị trí của Từ Thanh Thuận, một trong những vận động viên cũng có những quả phát bóng rất mạnh. Tiếp tục là một lỗi nữa, lần này là lỗi dính bóng với cây chuyền hai Đinh Văn Duy. Chúng ta thấy được những pha phát bóng của Từ Thanh Thuận khó chịu như thế nào. Lỗi dính bóng với Đinh Văn Duy. 6-2 cho Sanet Khánh Hòa. Sau trận đấu bán kết với Hà Tĩnh thì Từ Thanh Thuận có chia sẻ rằng anh rất muốn đối đầu với Biên Phòng trong trận đấu chung kết để đòi lại món nợ đã để thua ở Cúp Hùng Vương năm ngoái. Và bây giờ thì Từ Thanh Thuận và các thành viên của Sanet Khánh Hòa đang tạm dẫn Biên Phòng với tỷ số là 6-3. Vừa rồi là một pha ghi điểm của Quan Trai. Tình huống phát bóng của Văn Hiệp, đội trưởng bên phía Biên Phòng. Đinh Văn Tú, một điểm nữa cho Sanet Khánh Hòa. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống ghi điểm này của Triển Chiêu. Tình huống phát bóng của Evandro Diaz. Đánh bóng của Quan Trai nhưng không qua được tay trắng của Sanet Khánh Hòa. 7-2, xin lỗi 7-3, và bây giờ là 8-3 cho Sanet Khánh Hòa. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Đó là cái tay chắn của Đinh Văn Tú trong một tình huống nhảy chắn cùng với Triển Chiêu. Sanet Khánh Hòa trước đây bị đánh giá là một đội bóng yếu ở khâu chuyền hai, nhưng bây giờ thì họ đã khỏa lớp vị trí đó với sự xuất hiện của Đinh Văn Tú. Lần tham ao đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay, một trận đấu với khởi đầu khó khăn cho huấn luyện viên Trần Đình Tiền, và ông đã phải sử dụng một trong hai quyền tham ao của đội mình ở trong set đấu mở màn từ rất sớm. Tiếp tục là tình huống phát bóng của Evandro, chủ công người Brazil đã 36 tuổi rồi. Sự tiếc nuối của Evandro, không như các ngoại binh khác thi đấu theo từng giai đoạn, thì năm nay Evandro đã được huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc ký cho đến hết năm luôn. Chủ công người Brazil sẽ góp mặt cùng với Sanet Khánh Hòa ở giai đoạn 2 của mùa giải vô địch quốc gia năm nay. Và trước đó thì vào tháng 9 anh cũng sẽ cùng với Sanet Khánh Hòa tham dự giải các câu lạc bộ Nam châu Á. Quan Trai cũng có một tình huống phát bóng hỏng. Điểm bóng 9-4 cho Sanet Khánh Hòa. Người phát bóng là Triển Chiêu. Duy Tuyến, bóng vẫn còn trong cuộc, nhưng bây giờ thì đã có điểm cho Duy Tuyến và Biên Phòng. 5-9. Tình huống thể hiện rõ sự ăn ý giữa Đinh Văn Duy và Duy Tuyến.
nếu Sa Đéc Khánh Hòa được xem là một trong những đội bóng nhà giàu của bóng chuyền nam Việt Nam hiện nay, thì biên phòng lại là tập thể của những cầu thủ đã chơi cùng nhau từ những giải trẻ. Lứa vận động viên này của huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã đi cùng nhau từ những giải trẻ và họ chính là những nhà vô địch U23 toàn quốc đầu tiên. Duy Tiến phát bóng ra ngoài. 10 năm cho Sa Đéc Khánh Hòa. Tình huống phát bóng của Đinh Văn Tú. Một tình huống phát bất ngột không như ý của Quan Trai. 11 năm cho Sa Đéc Khánh Hòa. Đinh Văn Duy, Văn Hiệp. Điểm cho biên phòng. Bóng đã chạm chắn nhưng sẽ có tình huống challenge của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Sẽ có tình huống xin challenge của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Hãy cùng xem lại góc quay chậm này. Và đánh bóng của Văn Hiệp. Nếu chạm vào tay chắn thì đó sẽ là tay chắn của Từ Thanh Thuận. Màn đối đầu giữa hai cây đối chuyền bên phía Sa Đéc Khánh Hòa và biên phòng. Như vậy là không phải huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc challenge với lỗi bóng chạm chắn mà ông challenge với lỗi Văn Hiệp đã dẫm vạch 3m. Các quay trận này vẫn khá nhanh để cho thấy Văn Hiệp đã dẫm vào vạch 3m hay chưa. Như vậy là Văn Hiệp chưa dẫm vào vạch 3m. Và đó là tình huống challenge không thành công của Sa Đéc Khánh Hòa. Điểm cho biên phòng. Điểm bóng bây giờ là 6-11 cho biên phòng. Sa Đéc Khánh Hòa chỉ còn một quyền challenge ở trong set đấu đầu tiên này. Đinh Văn Tú, Phúc Lộc. Và đánh bóng của Quan Trai. Bóng đi ra ngoài. Một tình huống đánh bóng sâu về cuối sân nhưng bóng đi ra ngoài. Nhưng huấn luyện viên Trần Đình Tiền sẽ xin challenge. Hãy cùng chờ xem huấn luyện viên Trần Đình Tiền sẽ challenge với lỗi gì. Như vậy là huấn luyện viên Trần Đình Tiền challenge với lỗi bóng chạm chắn. Một tình huống đánh bóng xuyên chắn của Quan Trai. Cách đây không lâu thì Sa Đéc Khánh Hòa đã challenge với lỗi dẫm vạch 3m của Văn Hiệp nhưng đó là lần challenge không thành công. Còn bây giờ là tình huống challenge đầu tiên trong trận đấu này của biên phòng. Họ challenge với tình huống mà huấn luyện viên Trần Đình Tiền cho rằng Quan Trai đã đánh bóng chạm vào tay chắn của Sa Đéc Khánh Hòa. Như vậy là biên phòng challenge không thành công, bóng không chạm vào tay chắn của Từ Thanh Thuận. Và điểm bóng bây giờ là 12-6 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Trận đấu sẽ tiếp tục với tình huống phát bóng của Dương Văn Tiên. Đinh Văn Duy, Ngọc Thuân. Ngọc Thuân mang về điểm số thứ 7 cho biên phòng. Một tình huống phối hợp đập chồng. Ta sẽ xem lại pha bóng này. Một pha phối hợp đập chồng giữa bộ ba Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải và Ngọc Thuân. Những vận động viên đã từng là đồng đội của nhau trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia
vào năm 2023. Ngọc Thuân phát bóng. Đinh Văn Tú. Một pha block thành công của biên phòng. 8-12. Biên phòng đã block thành công pha đánh bóng của Từ Thanh Thuận. Đó là một tình huống khai chặt của biên phòng. Năm nay thì với sự tăng cường Trương Thế Khải, đội hình biên phòng trở nên rất tròn trịa, khi mà họ có hai phụ công có chiều cao tốt và khả năng chắn bóng rất ổn là Duy Tuyến và Thế Khải. Thế Khải là vận động viên thuộc biên chế của đội Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Rất đáng tiếc, Ngọc Thuận phát bóng không qua lưới. Và tỷ số là 13-8 cho Sanet Khánh Hòa. Phúc Lộc phát bóng. Ngọc Thuân. Từ một đánh bóng từ sau vạch 3m nhưng bóng ra ngoài. Điểm 14-8 cho Sanet Khánh Hòa. Tình huống chuyển 1-0 thành công của Quan Trai. 15-8 cho Sanet Khánh Hòa. Cả Sanet Khánh Hòa và biên phòng đều là những đội bóng đã toàn thắng ở giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia diễn ra ở Hà Tĩnh vừa qua. Như vậy là đã có sự thay đổi người, Quan Trai đã rời sân và người vào sân đó là chủ công Trần Minh Đức. Evandro không qua được tay chắn của biên phòng và điểm số cho biên phòng. Phát bóng là Trương Thế Khải. Phụ công đã từng lọt vào đội hình tiêu biểu của CV-League năm ngoái. Từ Thanh Thuận. Tiếp tục là Từ Thanh Thuận. Block thành công. Nhưng bóng vẫn còn trong cuộc. Đinh Văn Duy chuyển cho ai? Không được, rất đáng tiếc, một pha phối hợp không tốt giữa Đinh Văn Duy và Duy Tuyến. Một pha phối hợp không tốt giữa Đinh Văn Duy và Duy Tuyến, rất đáng tiếc. Duy Tuyến đã đánh hụt bóng trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì đến lượt huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc thay truyền hai. Người vào sân là Quốc Thiện. Quốc Thiện sẽ vào sân truyền hai thay cho Đinh Văn Tú. Minh Đức. Từ Thanh Thuận. Và thêm một điểm nữa cho Sanet Khánh Hòa. 17-9. Không thể có được một tình huống phòng thủ hàng sau thành công của Ngọc Thuận. Từ Thanh Thuận không được huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc sử dụng nhiều ở đầu mùa giải năm nay, nhưng anh đã được tung vào sân ngay từ đầu ở trận đấu quan trọng nhất của giai đoạn 1, có thể nói là như vậy, trận chung kết của Cúp Hùng Vương. Văn Hiệp không qua được tay chắn của Sanet Khánh Hòa. Đó là một tình huống chắn bóng với Evandro Diaz và chuyển chiều. Thực sự là rất khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền khi mà biên phòng đã phải xin time out lần thứ 2 ở trong set đấu này.
Biên phòng đã sử dụng hết cái quyền tham ao từ rất sớm. Evrando là người đã chắn bóng thành công Văn Hiệp. Cách biệt là 9 điểm và lúc này thì biên phòng đã sử dụng hết cả hai quyền tham ao của đội mình ở trong set đấu đầu tiên. Sau 3 trận chung kết thất bại liên tiếp thì bây giờ huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đã biến Sa Đéc Khánh Hòa trở thành một thách thức với bất kỳ đội bóng nào ở các giải thi đấu quốc gia. Họ bước vào Cúp Hùng Vương năm nay với thành tích toàn thắng ở giai đoạn 1 tại Hà Tĩnh, và thậm chí kể từ đầu năm cho đến giờ thì chưa một trận đấu nào của Từ Thanh Thuận và Phát Đồng Đội họ để đối phương kéo vào tới set đấu thứ 5, luôn luôn là những kết quả 3-0 hoặc là 3-1. Văn Hiệp phát bóng, và đánh bóng của Từ Thanh Thuận và điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa. 19-10. Hãy cùng xem lại. Bóng đã chạm vào tay chắn của Duy Tuyến. Và bây giờ thì Luis Felipe Perotto đã được tung vào sân. Văn Hiệp đánh bóng không qua lưới và điểm số cho Sa Đéc Khánh Hòa 20-10. 20-10, cách biệt là 10 điểm. Trận chung kết nam của Cúp Hùng Vương năm nay đang chứng kiến ưu thế vượt trội cho Sa Đéc Khánh Hòa. Tiếp tục là tình huống phát bóng của Perotto. Văn Hiệp lại là một pha block nữa của Sa Đéc Khánh Hòa, và người block là Triển Chiêu. Một tình huống mà Triển Chiêu nhảy chắn cùng với Dương Văn Tiên. 21-10 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Các tay chắn của Khánh Hòa đang làm nản lòng Văn Hiệp và các đồng đội. 21-10, đó là tỷ số cách biệt mà không nhiều người nghĩ tới trước khi trận chung kết nam này diễn ra. Văn Hiệp lần này là một tình huống bỏ nhỏ nhưng đã có điểm số cho Sa Đéc. Trọng tài đã bắt lỗi hàng sau với các vận động viên biên phòng. 22-10. Và bây giờ thì Đinh Văn Duy đã phải rời sân. Vào sân thay cho Đinh Văn Duy là truyền hai Bùi Hữu Đạt. Một trận đấu rất khó khăn với huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Và không nhiều lần ở trong mùa giải năm nay chúng ta thấy Đinh Văn Duy phải ngồi trên ghế dự bị. Anh luôn luôn là truyền hai số 1 của biên phòng. Và đó là pha đánh bóng của Duy Tuyến. 11-22. Điểm số cho biên phòng. Một tình huống phối hợp đánh lao. Minh Đức phát bóng. Đây là cơ hội cho biên phòng. Pha đánh bóng của Ngọc Thuần. 12-22. Biên phòng đã có được hai điểm số liên tiếp. Một quyết định thay đổi người bất ngờ của huấn luyện viên Trần Đình Tiền lúc này lại đang giúp cho biên phòng có được hai điểm số liên tiếp. Đinh Văn Tú đã trở lại sân, huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc cũng vừa có sự thay đổi ở vị trí chuyền hai.
Đỡ một không tốt của Peroto. Và đây là tình huống tham out của Sanet Khánh Hòa, chắc chắn là như vậy. Bởi biên phòng đã sử dụng hết cả hai quyền tham out của họ ở trong set đấu đầu tiên rồi. 3 điểm số liên tiếp cho biên phòng và huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đã phải bấm chuông xin tham out. Bây giờ hội ý chiến thuật đã trôi qua. Chúng ta đang bước vào những ngày thi đấu cuối cùng của giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương và có thể thấy là rất đông các khán giả đã có mặt tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Hai ngày cuối của Cúp Hùng Vương với các trận chung kết nam và chung kết nữ, ban tổ chức đều đã bán hết vé từ trước đó nhiều ngày. Minh Đức phát bóng. Dương Văn Tiên. Ngọc Thuân không qua được tay chắn, không qua được tay chắn của Sanet Khánh Hòa và đó lại là một tình huống hai chắn với sự góp mặt của Chuyển Chiều. 23-13 cho Sanet Khánh Hòa. Chuyển Chiều và Đinh Văn Tú. Ngọc Thuân, lần này thì Ngọc Thuân với một pha đánh bóng cắm đã mang về điểm số thứ 14 cho biên phòng. Một tình huống nhanh trước chồng trước của biên phòng. 14-23. Đây là cơ hội cho biên phòng. Bùi Hữu Đạt không được, và phối hợp không tốt giữa Bùi Hữu Đạt và Trương Thế Khải. Một tình huống đánh lao dài không thành công giữa Hữu Đạt và Thế Khải. 24-14 cho Sanet Khánh Hòa. Bên phía Sanet Khánh Hòa. Tuy nhiên thì Sanet Khánh Hòa vẫn đang có tới 9 set point. Tình huống phát bóng của Hữu Đạt. Đinh Văn Tú đập chồng. Bóng ngoài. Sẽ có tình huống challenge của Sanet Khánh Hòa. Sanet Khánh Hòa challenge với tình huống bóng chạm tay. Và các trọng tài sau khi xem lại thì đúng là bóng đã chạm tay. Góc quay chậm này chúng ta cũng có thể thấy bóng đã chạm vào tay của Trương Thế Khải. Như vậy là set đấu đầu tiên đã kết thúc với phần thắng cách biệt cho Sanet Khánh Hòa 25-15. Trận chung kết nam đã bắt đầu với ưu thế vượt trội cho Sanet Khánh Hòa. Sanet Khánh Hòa tạm dẫn biên phòng với tỷ số 1-0. Thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền sẽ còn rất nhiều điều cần phải làm ở những set đấu tiếp theo.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ để theo dõi những diễn biến trực tiếp trận chung kết nam của giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024. Màn so tài giữa Biên Phòng và Sanet Khánh Hòa. Biên Phòng là đội bóng đương kim vô địch của Cúp Hùng Vương năm nay, nhưng ở trận chung kết nam họ đang gặp rất nhiều khó khăn trước Sanet Khánh Hòa, đội bóng á quân của giải năm ngoái. Ở trong set đấu đầu tiên thì Biên Phòng đã để thua Sanet Khánh Hòa với tỷ số 15-25. 10 điểm cách biệt. Một trận đấu khó khăn với Đinh Văn Duy và các đồng đội. Ở trận đấu này thì Biên Phòng là những người thi đấu trong trang phục áo màu trắng, còn Sanet Khánh Hòa ra sân trong trang phục áo màu vàng. Set đấu thứ hai đã bắt đầu với tình huống phát bóng của Dương Văn Tiền. Pha đánh bóng của Ngọc Thuận, điểm số đầu tiên ở trong set đấu thứ hai đã thuộc về Biên Phòng. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Tình huống đánh bóng xuyên chắn của Ngọc Thuận. Ngọc Thuận phát bóng. Phát bóng ra ngoài. Một đều. Có thể thấy trong trận chung kết ngày hôm nay, hai đội đang cống hiến cho các khán giả những màn đôi công mãn nhãn, thậm chí ngay cả những quả phát bóng cũng đều là những tình huống phát bóng tấn công nhằm phá chuyền một của đối thủ. Đập trồng đã không qua được tay chắn của Sanet Khánh Hòa. Và đánh bóng là của Văn Hiệp. 2-1 cho Sanet Khánh Hòa. Chúng ta xem lại tình huống này. Người chắn bóng là Triển Chiêu. Triển Chiêu lúc này có lẽ là đang dẫn đầu về thông số block ở trong trận chung kết nam này. Và xử lý của Quan Trai. Hai đều cho Biên Phòng. Một pha bóng xử lý đầy kinh nghiệm của Quan Trai. Đường truyền của Đinh Văn Duy cũng là hơi mạnh một chút so với vị trí của Quan Trai, nhưng Quan Trai vẫn biết cách xử lý để mang về điểm số cho Biên Phòng. Hai đều. Thế Khải phát bóng. Phát bóng ra ngoài. Điểm bóng 3-2 cho Sanet Khánh Hòa. Đây sẽ là tình huống phát bóng của Từ Thanh Thuận. Có lẽ sẽ là một quả phát bóng rất mạnh. Quán Trai. Điểm cho Biên Phòng 3 đều. Thật khó tin khi mà Quán Trai vẫn đang chơi rất tuyệt vời ở độ tuổi 38. Độ tuổi mà nhiều vận động viên cùng trang lứa với anh đã bắt đầu bước sang sự nghiệp huấn luyện rồi. Và đánh bóng của Dương Văn Tiền. Điểm cho Sanet Khánh Hòa. Bốn ba cho Sanet Khánh Hòa. Lối chơi của Sanet Khánh Hòa rất đa dạng, và vừa rồi là một tình huống đánh bóng ở giữa sân của Dương Văn Tiền từ hàng sau. Evandro. Quán Trai. Quá hay. Bốn đều cho Biên Phòng. Bây giờ là lúc Biên Phòng sẽ cần Quán Trai hơn lúc nào hết. Các thành viên của thể công Tân Cảng sau trận thua cho Biên Phòng ở vòng bán kết đã nhận xét rằng Quán Trai chơi như hồi xuân,
chơi như khi anh thi đấu cho Đức Long Gia Lai của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc cách đây quãng 10 năm. Đinh Văn Tú, phản đánh bóng của Dương Văn Tiên. Năm bốn cho Sa Đéc Khánh Hòa. Văn Hiệp và Hoàng Trai đã nhường nhau. Văn Hiệp lẽ ra nên là người cứu bóng trong tình huống phòng thủ hàng sau vừa rồi. Chuyển chiêu phát bóng. Pha đánh bóng của Evandro. Năm đều cho biên phòng, đó là pha block thành công. Chúng ta sẽ xem lại pha bóng này. Người đã chắn bóng là Ngọc Thuân. Đấy, ba vận động viên nhảy lên nhảy chắn trong tình huống đánh giữa sân vừa rồi của Evandro. Điểm cho biên phòng 6-5. Ta sẽ chờ đợi những điều chỉnh của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Duy Tuyến phát bóng. Cú lốc thành công. Tiếp tục là một pha chắn bóng có điểm nữa của biên phòng. 7-5. Người chắn bóng là Đinh Văn Duy với pha tấn công của Phúc Lộc. Duy Tuyến phát bóng. Bóng ra ngoài và thêm một điểm nữa cho biên phòng 8-5. Phúc Lộc đã đánh bóng đi ra ngoài. Vậy là huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc sẽ có sự thay đổi ở vị trí phúc công. Ngay sau khi đánh bóng đi ra ngoài thì Phúc Lộc đã rời sân và nhường lại vị trí phúc công trên sân cho Thanh Phương. Đinh Văn Tú phát bóng ra ngoài và điểm cho biên phòng 9-6. Văn Duy phát bóng. Đánh bóng của Từ Thanh Thuận, đội trưởng của Sa Đéc Khánh Hòa, vừa giúp đội bóng của mình rút ngắn cách biệt điểm số xuống còn 7-9. Một đường chuyền dài và sau đó là một tình huống đánh biên 4 của Từ Thanh Thuận. Dương Văn Tiên phát bóng. Văn Hiệp tuyệt vời, 17 cho biên phòng. Đánh bóng được chéo sân của Văn Hiệp. Trận đấu giữa biên phòng và Sa Đéc Khánh Hòa cũng là màn so tài của rất nhiều những thành viên của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia. Ngọc Thuận, Văn Hiệp, Đinh Văn Duy, Duy Tuyến bên phía biên phòng và trung trực Dương Văn Tiên, Từ Thanh Thuận bên phía Sa Đéc Khánh Hòa. Ngọc Thuân không qua được tay chắn. 8-10 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Ba vận động viên đã cùng nhảy lên
chắn bóng trong tình huống đánh bóng từ sau vạch 3m của Ngọc Thuận. Điểm 8-10 cho Sanet Khánh Hòa. Đình Văn Duy. Sẽ có tình huống challenge của biên phòng. Biên phòng challenge với lỗi chạm lưới. Họ cho rằng các tay chắn của Sanet Khánh Hòa đã chạm lưới trong tình huống nhảy lên chắn bóng với pha đánh bóng của Ngọc Thuần. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Có vẻ như là Evandro Diaz đã chạm lưới. Tuy nhiên thì để chắc chắn thì chúng ta vẫn cần chờ đợi lại tình huống video challenge. Năm 2024 là năm đầu tiên mà Quốc Hùng Vương áp dụng công nghệ video challenge. Công nghệ đã được đưa vào sử dụng ở giải vô địch quốc gia từ năm 2022. Nếu vận động viên chạm lưới thì đó nhiều khả năng sẽ là Evandro Diaz. Như vậy là chạm rồi rất rõ ràng. Đó là một tình huống challenge thành công của biên phòng. Một tình huống quan sát rất nhanh của ban huấn luyện biên phòng. Bóng vẫn còn trong cuộc nhưng biên phòng đã quyết định xin challenge và họ đã thành công. Điểm bóng bây giờ là 11-8 cho biên phòng. Thế Khải phát bóng. Đinh Văn Tú, Tư Thanh Thuận, Văn Hiệp. 12-8 cho biên phòng. Sau set đấu đầu tiên để cho Sanet Khánh Hòa lấn lướt thì lúc này biên phòng đang dần lấy lại thế trận. Một đường chuyền sau đầu của Đinh Văn Duy và sau đó là một tình huống đánh biên thu của Phạm Văn Hiệp. Đó là sự ăn ý giữa những vận động viên đã trưởng thành cùng nhau. Mới 2-8 cho biên phòng. Evandro. Bóng ngoài, điểm cho biên phòng 13-8. Sẽ có tình huống challenge của Sanet Khánh Hòa. Không phải challenge, Sanet Khánh Hòa xin tham ảo. Sanet Khánh Hòa đã xin tham ảo. Một tình huống đánh bóng chéo gắt của Evandro đã đưa bóng đi ra ngoài và không chạm chắn. Và Sanet Khánh Hòa đã xin tham ảo. Năm ngoái thì với chiến thắng trước Sanet Khánh Hòa ở trong trận chung kết thì biên phòng đã lần đầu tiên có được chức vô địch của giải Quốc Hùng Vương. Còn với Sanet Khánh Hòa thì họ đã có tới 4 lần đăng quang. Và lúc này thì Sanet Khánh Hòa chỉ còn kém Cao Vi Banh Ninh Bình đúng một chức vô địch nữa mà thôi. Tình huống đánh bóng của Evandro, góc quay chậm này cho thấy rất rõ ràng là bóng đi ra ngoài và không chạm vào tay chắn. Trọng tài đã phải gọi các thành viên của Sanet Khánh Hòa lại để nhắc nhở. Sẽ có thẻ vàng với Evandro. Thẻ vàng với Evandro vì lỗi phản ứng sau pha bóng vừa rồi.
một tình huống mà góc quay chậm. Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đang tỏ ra không hài lòng với quyết định của các trọng tài. Trọng tài đã cảnh cáo với lỗi phản ứng của Evandro. Có vẻ như thì trận đấu sẽ lại được tiếp tục. Trận đấu đang trở nên rất nóng khi mà biên phòng lúc này lại đang lấn lướt Sanet Khánh Hòa ở trong set đấu thứ hai. Thế Khải phát bóng, Đinh Văn Tú, Tứ Thanh Thuận, block thành công, block thành công, và đó là tình huống chắn bóng của phụ công Duy Tuyến. Điểm 15-8 cho biên phòng. Trận chung kết nam đang diễn ra rất hấp dẫn. Sanet Khánh Hòa thắng cách biệt ở trong set đấu đầu tiên, nhưng set đấu thứ hai thì họ lại đang chật vật trước biên phòng. Perotto vừa được tung vào sân để thay cho Diaz. Pha bỏ nhỏ của Chiến Chiêu nhưng không thành công. Không được, quá là đáng tiếc khi mà các vận động viên của biên phòng lại không hiểu ý nhau. Các vận động viên của biên phòng lại không ăn ý nhau trong tình huống này. Chúng ta sẽ cùng xem lại. Cả Quan Trai và Thế Khải đã nhường nhau và họ đã để mất điểm vào Sanet Khánh Hòa. Sau khi thay Evandro bằng Perotto thì bây giờ huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc tiếp tục thay Đinh Văn Tú bằng cây chuyền hai Quốc Thiện. Giúp cho biên phòng có được điểm số thứ 16, 16-9 cho biên phòng. Một mình Perotto là không đủ để ngăn cản được Phạm Văn Hiệp, đội trưởng đối chuyền bên phía biên phòng. Nếu chúng ta còn nhớ thì ở trong set đấu đầu tiên, ở cuối set 1 thì huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã rút Đinh Văn Duy ra và sử dụng Hữu Đạt trong một thời gian khá dài ở set đấu đầu tiên. Và khi đó thì ông đã có rất nhiều những lời nhắc nhở với Đinh Văn Duy. Và bây giờ thì cây chuyền hai của biên phòng đang giúp cho đội bóng này chiếm ưu thế trước Sanet Khánh Hòa trong set đấu thứ hai. Phát bóng không qua lưới, tình huống phát bóng của Perotto. 17-10 cho biên phòng. Bây giờ thì lần lượt huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc cũng đang đưa ra rất nhiều những lời nhắc nhở với Đinh Văn Tú. Đinh Văn Tú và Đinh Văn Duy, đó là hai cây chuyền hai chính của biên phòng và Sanet Khánh Hòa. Họ sẽ là những người chiếm giữ những vị trí rất quan trọng để quyết định cục diện của trận đấu này. Từ Thanh Thuận, đánh bóng của Triển Chiêu. Ngọc Tuân, một pha đánh bóng thắng của Ngọc Tuân, và 18-10 cho biên phòng. 18-10 cho biên phòng. Quốc Thiện không thể chắn được Ngọc Tuân trong tình huống vừa rồi. Đây sẽ là tình huống phát bóng của Quan Trai. Và đánh bóng của Dương Văn Tiên tiếp tục là một pha block có điểm nữa của biên phòng. Một tình huống chắn đôi với Duy Tuyến và Đinh Văn Duy. 19-10 cho biên phòng, cách biệt lên tới 9 điểm, quá khó cho Sanet Khánh Hòa. Và Sanet Khánh Hòa đã phải tham ao lần thứ hai ở trong set đấu này.
30 giây hội ý chiến thuật đã trôi qua và Sa Đéc Khánh Hòa cũng đã sử dụng hết cả hai quyền time out của đội mình ở trong set đấu thứ hai này. Triển Chiêu đã được rút ra sân và thay thế cho anh sẽ là Đình Nhu. Sự thay đổi ở vị trí phụ công của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Đúng phát bóng của Quang Trai. Từ Thanh Thuận. Pha đánh bóng của Đình Nhu. Một điểm nữa cho Biên Phòng và người dứt điểm là Duy Tuyệt. Một tình huống đánh nhanh thành công. 20-10. Ở set đấu đầu tiên thì Sa Đéc Khánh Hòa đã thắng với cách biệt lên tới 10 điểm trước Biên Phòng. Và bây giờ thì ở set đấu thứ hai, Biên Phòng cũng đang tạo ra được cách biệt điểm số tương tự trước Sa Đéc Khánh Hòa. Pha đánh bóng của Dương Văn Tiền. Điểm cho Biên Phòng. Trọng tài xác định bóng ra ngoài. Sẽ có tình huống challenge của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Sa Đéc Khánh Hòa challenge với lỗi bóng trong ngoài. Như vậy là ban huấn luyện của Khánh Hòa cho rằng bóng đã rơi trong sân. Không, không phải là lỗi bóng trong ngoài, đó là lỗi bóng chạm chắn. Góc quay này thì vẫn khá là nhanh để chúng ta có thể xác định được là bóng đã chạm chắn hay chưa. Chứ còn bóng thì đã chắc chắn đi ra ngoài rồi. Như vậy là bóng không chạm vào tay chắn của cây chuyền hai Đinh Văn Duy. Đó là một tình huống challenge không thành công của Sa Đéc Khánh Hòa. Dương Văn Thiên rời sân và người vào sân là Quốc Đoàn. Rất nhiều những sự thay đổi của luyện viên Bùi Quang Ngọc. Nhưng có lẽ là set đấu thứ hai này coi như là bỏ với Sa Đéc Khánh Hòa rồi. 11 điểm cách biệt lúc này là quá khó để có thể san lấp. Tỷ số bây giờ đã là 21-10 cho Biên Phòng rồi. Quán Trai phát bóng. Từ Thanh Thoan. Điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa 11-21. Một tình huống bật nhảy từ sau vạch 3m của Từ Thanh Thuận. Phá phát bóng của Đình Nhu. Năm 2018 khi mà Sa Đéc Khánh Hòa trở thành đội bóng nam đầu tiên vào tới bán kết của giải các câu lạc bộ Nam châu Á thì Đình Nhu là phụ công xuất sắc. Nhưng vừa rồi là một tình huống đánh hai chuyền thành công của Đinh Văn Duy. 22-11, một điểm nữa cho Biên Phòng. Thanh Phương đã không thể theo chắn kịp với Đinh Văn Duy. Duy quan sát thấy Thanh Phương không nhảy lên chắn bóng và ngay lập tức anh có một pha xử lý đánh hai chuyền. Ngọc Thuân. 23-11 cho Biên Phòng. Biên Phòng là một tập thể với những vận động viên trẻ và những diễn biến như thế này sẽ khiến cho họ càng chơi càng hưng phấn. Hãy cùng xem pha đánh bóng xuyên chắn của Ngọc Thuần. 23-11. 23-11 cho Biên Phòng. Pha đánh bóng của Quốc Đoàn. Điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa 12-23. Bóng chạm chắn và đi ra ngoài sân. Quốc Đoàn là vận động viên được tung vào sân để thay thế cho Dương Văn Tiên ở vị trí chủ công. Ngọc Thuân. 24-12 set point. Set point cho Biên Phòng. Set đấu thứ hai sẽ thuộc về Biên Phòng và tỷ số của trận chung kết nam sẽ là 1-1. 12 set point là quá nhiều cơ hội để cho Biên Phòng. Và xử lý của Thanh Phương. Như vậy là đã có điểm số thứ 25 cho
cho biên phòng. Trọng tài xác định bóng rơi trong sân của Sanek Khánh Hòa. 25-12 và biên phòng giành chiến thắng ở trong set đấu thứ hai để cân bằng tỷ số của trận chung kết nam là 1-1. Ở set đấu đầu tiên thì Sanek Khánh Hòa thắng với cách biệt 10 điểm. Còn bây giờ thì set đấu thứ hai biên phòng đáp trả với cách biệt lên tới 13 điểm. Trận chung kết nam đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và xứng đáng là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu của bóng chuyền nam Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ để theo dõi những diễn biến rất hấp dẫn của trận chung kết nam giải bóng chuyền Cung Vương năm 2024 của đối đầu giữa biên phòng và Sanek Khánh Hòa. Đây là Đinh Văn Duy, cây chuyền hai số 1 của biên phòng. Biên phòng với chiến thắng ở set đấu thứ hai, họ đã cân bằng tỷ số của trận chung kết nam là 1-1. Đinh Văn Duy phát bóng từ Thanh Thuận, không qua được tay chắn của biên phòng. 1-0 cho biên phòng. Và đó là một tình huống chắn đôi với sự góp mặt của Trương Thế Khải. Trương Thế Khải và Văn Hiệp, người đã chạm chắn, người đã chạm tay vào bóng là Phạm Văn Hiệp. Từ Thanh Thuận. Lần này thì bóng chạm chắn và đi ra ngoài. Điểm cho Sanek Khánh Hòa 1-1. Và phát bóng của Dương Văn Tiền. Evandro, quả cảm ơn của Evandro. Có thể thấy là các thành viên của hai đội thực hiện rất nhiều những tình huống phát bóng tấn công để phá chuyền một của đối phương. Và vừa rồi là một tình huống chớp thời cơ của Evandro Diaz. Sau pha phát bóng rất mạnh của Dương Văn Tiền. Ngọc Thuân. Đinh Văn Tú đã đứng chôn chân trong tình huống đánh bóng vừa rồi của Ngọc Thuân. 2-2 cho biên phòng. Một màn so tài giữa huấn luyện viên Trần Đình Tiền,
huấn luyện viên trưởng đương nhiệm của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia và cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia, huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Bóng vẫn còn trong cuộc, đây sẽ là cơ hội cho biên phòng. Đình Văn Duy và cầu công là Ngọc Vân. Cho biên phòng. Một tình huống bật nhảy từ sau vạch 3 mét của Ngọc Vân. Ở các giải hội làng đầu năm nay thì Ngọc Vân cũng có thể được coi là một ông vua ở những quả đánh sau vạch 3 mét. Base nữa của Ngọc Vân, 4-2 cho biên phòng. Và phát bóng quá mạnh và Evandro Diaz đã không thể có một tình huống bắt bóng một thành công. Bốn hai cho biên phòng. Lần này thì bóng ra ngoài mất rồi. Điểm bóng 3-4 cho Sanet Khánh Hòa. Phúc Lộc phát bóng. Ngọc Vân. Và tiếp tục là một tình huống ghi điểm nữa của Ngọc Thần. Một tình huống đánh bóng từ hàng sau ở vị trí số 3. Năm ba cho biên phòng. Thế Khải phát bóng. Và 6-3 cho biên phòng. Evandro đang chơi không đúng sức mình, đang chơi không đúng so với những gì mà anh đã thể hiện ở trong set đấu đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Ở set 2 thì Evandro đã bị trọng tài phạt thẻ vàng cảnh cáo vì lỗi phản ứng của mình. Evandro. Nữa cho biên phòng. Pha block thành công của biên phòng. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Tình huống đánh bóng của Evandro và sau đó thì tay chắn của biên phòng đã khiến bóng rút ngược trở lại anh. Đó có lẽ là cái tay chắn của Duy Tuyến. Và Evandro đã phải rời sân nhường lại vị trí cho Luis Felipe Perotto, một ngoại binh trẻ hơn Evandro. Perotto sinh năm 1992. Và cuối năm nay thì anh sẽ tham dự giải cúp các câu lạc bộ nam vô địch thế giới. Và đánh bóng của Từ Thanh Thuận. Điểm cho Sanet Khánh Hòa 4-7. Chúng ta sẽ chờ đợi một tình huống phát bóng tấn công của Từ Thanh Thuận. Quán trai. Pha xử lý của Chiến Chiêu. Ngọc Vân đánh bóng không qua lưới, rất đáng tiếc. Tỷ số là 5-7 cho Sanet Khánh Hòa. Chúng ta sẽ cùng xem lại. Ngọc Thuần và Văn Duy đã lỡ nhịp nhau trong tình huống phối hợp tấn công vừa rồi. Ừ.
6-7 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Cầu phát bóng của Từ Thanh Thuận luôn là một cầu phát bóng mà Sa Đéc Khánh Hòa hy vọng lên điểm, và họ vừa có được 2 điểm số liên tiếp. Như vậy là Ngọc Thuân rời sân và người vào sân thay anh là Minh Đức. Huấn luyện viên Trần Đình Tiền có lẽ là muốn giữ sức cho chủ công mang áo số 17 của mình. Minh Đức ở giai đoạn 1 cũng đã chơi không tồi. Văn Hiệp, Benotto bóng ngoài, điểm cho biên phòng 8-6. Cho biên phòng. Một tình huống đánh bóng sâu về cuối sân của Benotto nhưng bóng đã đi quá vạch biên ngang. Tình huống phát bóng của Phạm Văn Hiệp. Đinh Văn Tú và đánh bóng của Tô Thanh Thuận. Điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa 7-8. Một tình huống tấn công từ hàng sau ở vị trí số 3 của Tư Thanh Thuận. Benotto phát bóng. Đây là cơ hội cho biên phòng. Điểm cho biên phòng, như vậy là trọng tài xác định Dương Văn Tiên đánh bóng và sau đó bóng rơi bên phần sân của Sa Đéc Khánh Hòa. Chúng ta sẽ xem lại vào đánh bóng này của Dương Văn Tiên. Bóng đã chạm vào tay chắn của Duy Tuyến và đúng là rơi trong sân của Sa Đéc Khánh Hòa. Điểm bóng bây giờ là 9-7 cho biên phòng. Oan Trai phát bóng. Đinh Văn Tú, Dương Văn Tiên. Lần này thì bóng đã chạm trán và đi ra ngoài. 8-9 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Trận đấu sẽ tiếp tục với tình huống phát bóng của phụ công Chiến Chiêu. Phát bóng ra ngoài. Điểm bóng 18 cho biên phòng. Cầu phát bóng lúc này xoay đến vị trí của Duy Tuyến. Điểm 11-8 cho biên phòng. Và xử lý của Dương Văn Tiền. Và đó là Ngọc Phân. 12-8 cho biên phòng. Cho biên phòng và Sa Đéc Khánh Hòa đã phải xin time out.
Như vậy là huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đã tung Evandro Diaz vào sân để thay cho Luis Felipe Perotto. Rõ ràng là so với Perotto thì Evandro trong trận đấu ngày hôm nay anh đang chơi tốt hơn. Phanh bóng của Từ Thanh Thuận. Điểm cho San Hec Khánh Hòa 9-12. Chúng ta xem lại tình huống đánh bóng từ sau vạch 3m của Từ Thanh Thuận. Người đã không thể có được một pha phòng bóng sau thành công là Quan Trai. Đinh Văn Duy, Văn Hiệp 13-9 cho biên phòng. Ngay sau khi Từ Thanh Thuận có một vài ghi điểm từ sau vạch 3m thì Văn Hiệp cũng đáp trả với một tình huống đánh bóng tương tự. 13-9 cho biên phòng. Cầu phát bóng xoay đến vị trí của Văn Duy. Đinh Văn Tú và Phúc Lộc không qua được tay chắn của biên phòng, nhưng đó là điểm số cho San Hec Khánh Hòa 10-13. Và bây giờ thì huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đã thay đối chuyền. Quốc Dư sẽ được tung vào sân để thay cho Từ Thanh Thuận. So với Từ Thanh Thuận thì Quốc Dư được đánh giá cao hơn ở khả năng bám chắn. Và đánh bóng của Văn Hiệp. Evandro. Đó là một pha đóng dấu vào Vũ Anh Tuấn rồi. Điểm 11-13 cho San Hec Khánh Hòa. Một pha đóng dấu của Evandro với Vũ Anh Tuấn. Đập trồng, ba ghi điểm của Ngọc Vân. Điểm 14-11 cho biên phòng. Đó là một tình huống phối hợp đánh nhanh trước, trồng trước với Đinh Văn Duy, Thế Khải và Ngọc Vân. 14-11 cho biên phòng. Ngọc Thuận phát bóng. Phát bóng không qua lưới. Lúc này trên sân thì chúng ta có thể xem trận chung kết sẽ là màn so tài giữa Quốc Dư và Phạm Văn Hiệp, những người có thể sẽ cạnh tranh cho một suất đối chuyền trên đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia. Và người vừa ghi điểm là Trương Thế Khải. Một phát hiện của tuyển bóng chuyền nam quốc gia ở mùa giải 2023. Một tình huống phối hợp đánh lao giữa Đinh Văn Duy và Thế Khải. Họ không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm được sự ăn ý khi đã là đồng đội với nhau suốt trên đội tuyển vào năm ngoái. Là đánh bóng của Quốc Dư, nhưng bóng vẫn còn trong cuộc. Và lần này thì Quốc Dư với một pha đánh nghi đã mang về thêm một điểm nữa cho San Hec Khánh Hòa. Tỷ số là 13-15. Hãy xem lại tình huống đánh nghi này của Quốc Dư. Sự thay đổi người theo cặp của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Quốc Dư và Đinh Văn Tú rời sân. Vào sân là Từ Thanh Thuận và Quốc Thiện. Thay chuyền hai và thay đối chuyền. Từ Thanh Thuận phát bóng.
của anh trai, một pha đập trông và thêm một điểm số nữa cho biên phòng 16-13. Nhiều người đã dự đoán rằng sau màn thể hiện quá ấn tượng ở trong trận đấu bán kết với Thể Công Tấn Cảng thì ở trận này Quan Trai sẽ chỉ làm nhiệm vụ truyền một mà thôi. Nhưng cho đến lúc này thì chủ công người Thái Lan vẫn đang là một trong những tay ghi điểm của biên phòng. Phát bóng đi ra ngoài, điểm cho Sanet Khánh Hòa 14-16. Tình huống phát bóng của Evandro. Pha đánh bóng của Duy Tuyến. Dương Văn Tiên chắn bóng ra ngoài. Điểm cho Sanet Khánh Hòa 15-16. Cách biệt điểm số giữa hai đội lúc này đã rút ngắn xuống còn một điểm. Một pha đánh biên thủ của Dương Văn Tiên. Đinh Văn Duy và Duy Tuyến. Quyết định của trọng tài là bóng ra ngoài. Bóng ra ngoài và sẽ có tình huống xin challenge của Sanet Khánh Hòa. Lỗi bóng trong ngoài. Sanet Khánh Hòa cho rằng Từ Thanh Thuận đã đánh bóng rơi trong sân. Đó là một tình huống mà các trọng tài viên cũng không có ký hiệu cờ. Hãy cùng chờ công nghệ video challenge vào cuộc. Cách biệt là một điểm. Trận đấu thứ ba đang trở nên rất căng thẳng. Bóng ngoài rồi. Bóng ngoài. Đó là một lần challenge không thành công của Sanet Khánh Hòa. Quan trọng là biên phòng sẽ là đội có điểm và tỷ số lúc này điểm bóng là 17-15. Quan Trai sẽ là người phát bóng tiếp theo. Đinh Văn Duy, Ngọc Quân, 18-15 cho biên phòng. Trước đó thì Quan Trai đã có một tình huống phòng thủ hàng sau rất tốt của mình, tạo cơ hội để cho Ngọc Quân mang về điểm số thứ 18 cho biên phòng ở trong set đấu thứ 3 này. Triển Chiêu đã không thắng được tay chắn của biên phòng. Một tình huống bắt bài của biên phòng. 19-15. Ngọc Thuần đã theo sát Triển Chiêu. Pha đánh của Evandro. Nhưng bóng đi ra ngoài. Và điểm số cho biên phòng 20-15. Đánh 3-3 hàng sau không thành công. Chúng ta sẽ xem lại. Bóng không chạm vào tay chắn của Ngọc Thuần và chắc chắn là đi ra ngoài. Cũng không có tình huống challenge của Sanet Khánh Hòa. Đây là trợ lý huấn luyện viên Ngô Văn Kiều, oanh tạc cơ của bóng chuyền nam Việt Nam một thời. Năm nay thì Ngô Văn Kiều sẽ thi đấu ở giải hạng A toàn quốc. Điểm cho Sanet Khánh Hòa 16-20. Pha đánh bóng của Dương Văn Tiền. Bóng đã chạm vào tay chắn của Duy Tuyến trước khi đi ra ngoài sân. Phát bóng ra ngoài và điểm 21 cho biên phòng. Biên phòng lúc này hơn Sanet Khánh Hòa 5 điểm. Và họ chỉ còn cách chiến thắng ở set đấu thứ 3 4 điểm nữa mà thôi.
Duy Tuyến phát bóng. Một tình huống mà Từ Thanh Thuận đã không có được tư thế đánh bóng thuận lợi. Nhưng tài năng của đội trưởng Sa Đéc Khánh Hòa vẫn giúp cho anh mang về thêm một điểm nữa. Một pha xử lý đầy kinh nghiệm của đội trưởng Sa Đéc Khánh Hòa. Và đó là pha ghi điểm của Phúc Lộc, một tình huống đánh nhanh ở vị trí số 3. 18-21 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Và huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã xin time out. Sa Đéc Khánh Hòa đã có được những điểm số liên tiếp và biên phòng đã xin time out. Pha đánh bóng của Văn Hiệp. Đình Văn Duy, Ngọc Tuân. 22-18 điểm cho biên phòng. Một điểm nữa cho biên phòng. Họ là những người có điểm sau khi kết thúc 30 giây hội ý chiến thuật. Tình huống phát bóng của Đinh Văn Duy. Và đánh bóng của Phúc Lộc. 19-22 điểm bóng cho Sa Đéc Khánh Hòa. Bây giờ thì Sa Đéc Khánh Hòa đang tận dụng những tình huống đánh nhanh. Cơ hội cho Sa Đéc Khánh Hòa. Đinh Văn Tú chuyển bóng cho ai? Đó là Từ Thanh Thuận. 20-22. Bóng chạm tay của Văn Hiệp. Sẽ tiếp tục là cầu phát bóng của Dương Văn Tiền. Những quả phát bóng rất khó chịu của Dương Văn Tiền. Một điểm nữa cho Từ Thanh Thuận và Sa Đéc Khánh Hòa. Báo luyện viên Trần Đình Tiền đã phải tham áo lần thứ hai. Huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã phải tham áo lần thứ hai. Sa Đéc Khánh Hòa đang liên tiếp có điểm với cầu phát bóng rất khó chịu của Dương Văn Tiền. Như vậy là biên phòng đã sử dụng hết cả hai quyền xin hội ý chiến thuật 30 giây ở trong set đấu thứ 3 này. Và cách biệt điểm số lúc này giữa hai đội chỉ là một điểm mà thôi. Sẽ tiếp tục là một quả phát bóng tấn công nữa của Dương Văn Tiền. Ngọc Thuân. 23-21 cho biên phòng.
Một pha đánh bóng chiến thuật và người dứt điểm là Ngọc Thuận. Một tình huống đánh nhanh trước chồng trước với Đinh Văn Duy, Thế Khải và Ngọc Thuận. Bây giờ sẽ là pha phát bóng của Ngọc Thuận, cũng là một vận động viên có những quả phát bóng rất uy lực. Evandro block thành công. Đó là một tình huống chắn đôi quá hay. Một tình huống chắn đôi với Thế Khải và Văn Hiệp với pha đánh bóng của Evandro. 24-21 cho biên phòng. 3 set point. 3 set point cho biên phòng. Một năm trước cũng tại Cung Vương thì biên phòng đã đánh bại Sanet Khánh Hòa trong trận chung kết Nam với tỷ số là 3-1. Và bây giờ thì biên phòng đang đứng trước cơ hội để nâng tỷ số của trận chung kết Nam năm nay lên thành 2-1. Và đánh bóng của Tư Thanh Thuận, 22-24, Sa Đéc Khánh Hòa vừa cứu được một set point. Nhưng họ vẫn còn tới 2 điểm nữa phải cứu. Sự mà nói thì năm nay biên phòng với sự bổ sung Thế Khải và Quan Trai, họ đã có được một đội hình rất đồng đều. Dù lực lượng thì vẫn mỏng nhưng đội hình của họ là rất đều. Văn Hiệp bóng trong sân. Dương Văn Tiên đứng chôn chân và 25-22. Biên phòng là đội giành chiến thắng ở trong set đấu thứ 3 để qua đó nâng tỷ số trận chung kết lên thành 2-1 cho biên phòng. Một set thắng nữa, thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền sẽ có được chiếc cúp Hùng Vương thứ 2 trong lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ để theo dõi những diễn biến trực tiếp trận đấu chung kết Nam của giải bóng chuyền Cúp Vương năm 2024.
Một cặp đấu tái hiện lại trận chung kết nam của Quốc Hùng Vương năm ngoái. Và lúc này thì cuộc đối đầu giữa Sanet Khánh Hòa và Biên Phòng đã bước sang set đấu thứ tư. Sanet Khánh Hòa là những người có được khởi đầu tốt hơn khi họ thắng 25-15 ở trong set đấu đầu tiên. Tuy nhiên thì set đấu thứ hai và set đấu thứ ba phần thắng đã thuộc về Biên Phòng. Và năm ngoái thì Biên Phòng cũng đã đánh bại Sanet Khánh Hòa với tỷ số là 3-1. Để lần đầu tiên trong lịch sử mang Quốc Hùng Vương về với phòng truyền thống của đội bóng này. Năm ngoái thì Biên Phòng đã đánh bại Sanet Khánh Hòa với tỷ số là 3-1. Và bây giờ là set đấu thứ tư. Và đánh bóng của Ngọc Thuần nhưng bóng đi ra ngoài. Điểm đầu tiên của set đấu thứ tư đã thuộc về Sanet Khánh Hòa. Dương Văn Tiên phát bóng. Đập trông. Phá ghi điểm của Ngọc Thuần. Một đều cho Biên Phòng. Sáng nay Khánh Hòa ngày hôm nay họ có tới hai ngoại binh nhưng vẫn đang trọng dụng Evandro ở trên sân. Perotto hôm nay thi đấu không tốt. Evandro. Văn Duy đã không thể có được một tình huống phòng thủ hàng sau thành công. 2-1 cho Sanet Khánh Hòa. Đánh bóng của Phạm Văn Hiệp nhưng bóng đi ra ngoài. 3-1 cho Sanet Khánh Hòa. Ở set đấu thứ tư này thì huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đang sử dụng Quốc Dư là đối chuyền ở trên sân. Ngọc Thuần. Pha bay người đẹp mắt từ sau vạch 3m của Ngọc Thuần. Một pha đá nghi. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một đường chuyền rất hay và không có một tay chắn nào theo kèm Ngọc Thuần. Điểm bóng 2-3 cho Biên Phòng. Và Oan Trai vừa giúp cho Biên Phòng cân bằng tỷ số 3-3. Đó là quả cảm ơn. Thế Khải phát bóng ra ngoài. Điểm 4-3 cho Sanet Khánh Hòa. Đây đã là trận chung kết thứ 3 của Biên Phòng và Sanet Khánh Hòa. Họ đã quá hiểu nhau rồi. Chung kết Quốc Hùng Vương năm ngoái thì Biên Phòng là đội thắng. Sau đó đến cuối năm ở trận chung kết giải vô địch quốc gia thì Sanet Khánh Hòa là những người được hưởng niềm vui. Evandro. Đinh Văn Tú, một tình huống đánh hai chuyền nhưng Đinh Văn Duy đã phản xạ rất nhanh. Evandro không qua được những tay chắn của Biên Phòng. Và đánh bóng của Dương Văn Tiên và điểm số cho Sanet Khánh Hòa. 5-3. 5-3 cho Sanet Khánh Hòa. Không có ai nhảy lên chắn bóng với pha đánh bóng của Dương Văn Tiền. Và ở hàng sau thì Ngọc Thuần và Anh Tuấn đã không thể có được một tình huống phòng thủ thành công. Đập trông. Pha đánh bóng của Quan Trai.
Đinh Văn Thú triển chiêu. Điểm cho Sanet Khánh Hòa 6-3. Quốc Dư phát bóng. Đinh Văn Duy và Duy Tuyến. Một tình huống đánh nhanh của biên phòng. 4-6. Cho biên phòng. Evandro. Đó là điểm cho biên phòng, trọng tài xác định bóng ngoài. Nhưng Đinh Văn Duy đang cho thấy dấu hiệu bị đau. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Góc quay này chưa cho thấy Đinh Văn Duy bị làm sao. Một tình huống tiếp đất và anh đã bị Duy Tuyến dẫm lên chân. Không rõ là Văn Duy có thể thi đấu được hay không, nhưng nếu như Văn Duy không thể tiếp tục thi đấu, đó sẽ là một thiệt thòi rất lớn với biên phòng. Nếu như Đinh Văn Duy không thể thi đấu, đây có thể là một bước ngoặt của trận chung kết nam. Rất hồi hộp. Đinh Văn Duy khi tiếp đất, anh cũng đã dẫm lên chân của Evandro. Như vậy là Văn Duy vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Đó có lẽ là tin vui với các cổ động viên của biên phòng tất nhiên rồi. Và cũng là một niềm vui với các cổ động viên trung lập. Dù sao thì trận đấu chung kết nam đang diễn ra rất kịch tính. Evandro cũng đã có những hành động rất fair play. Văn Duy đã không thể có được một pha tiếp đất chuẩn thì anh đã dẫm lên chân của Evandro. Nhưng chủ công người Brazil cũng có một hành động rất fair play. Quốc Dư. Điểm cho Sanet Khánh Hòa. 7-5. Văn Duy vẫn đang cho thấy những dấu hiệu. Không ổn. Đinh Văn Duy. Pha đánh bóng của Văn Hiệp. Quán trai. Điểm cho biên phòng. 6-7. Cách biệt là một điểm. Nhưng Văn Duy vẫn đang có những bước đi hơi thập tênh. Chúng ta có thể thấy những bước di chuyển không thanh thoát của Đinh Văn Duy. Và đánh bóng của Dương Văn Tiền. Quốc Dư. Bóng ngoài. Không.
đó là điểm cho Sanet Khánh Hòa. Đã có lỗi chạm lưới, trọng tài đã bắt lỗi chạm lưới với một vận động viên của biên phòng. Hãy cùng xem lại tình huống này. Có vẻ như là Duy Tuyến đã chạm lưới rồi. Bóng ngoài. Điểm bóng 7-8 cho biên phòng. Rất hồi hộp. Đinh Văn Duy có vẻ như đang nén đau để có thể tiếp tục thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay. Còn biên phòng thì đang phải bám đuổi điểm số với Sanet Khánh Hòa ở trong set đấu thứ tư này. Và đó là pha đánh bóng của Dương Văn Tiền. 9-7 cho Sanet Khánh Hòa. Đinh Văn Duy là người đã nhảy lên chắn bóng với pha đánh bóng của Dương Văn Tiền. Tình huống phát bóng của Đinh Văn Tú. Đinh Văn Duy. Pha đánh bóng của Văn Hiệp. Điểm cho biên phòng, bóng chạm chắn đi ra ngoài. Bóng đã chạm vào lưng của Dương Văn Tiền. Evandro. Không, đó là Quốc Dư. Ngọc Thuân không qua được tay chắn của Sanet Khánh Hòa. 18 cho Sanet Khánh Hòa. Người đã chắn bóng là Dương Văn Tiền. Văn Hiệp. Tiếp tục là Phan Hiệp, pha được bóng thứ 3 liên tiếp của Phạm Văn Hiệp. 3 điểm cho biên phòng. 9-10. Những nỗ lực của Đinh Văn Duy. Chúng ta có thể thấy rõ anh đang di chuyển một cách tương đối khó khăn. Ngọc Thuân phát bóng. Quốc Dư. Pha đánh bóng cực mạnh của Quốc Dư. Bóng đã chạm vào tay chắn của Thế Khải và đi ra ngoài sân. Điểm 11-9 cho Sanet Khánh Hòa. Không phải Thế Khải mà đó là tay chắn của Quan Trai. Không được. Thế Khải đã hơi lưỡng lự trong tình huống vừa rồi. Có lẽ là anh sợ bị chạm lưới. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Thế Khải có lẽ là sợ bị chạm lưới trong tình huống vừa rồi. Toàn Trai rời sân. Và như thường lệ, mỗi khi huấn luyện viên Trần Đình Tiền thay chủ công thì người được chọn sẽ là Trần Minh Đức. Số lúc này đang là 12-9 cho Sanet Khánh Hòa. Tình huống phát bóng của Phúc Công Phúc. Đinh Văn Tú, Quốc Dư chắn bóng thành công. Và đó là pha block của Minh Đức.
Sự thay đổi người của huấn luyện viên Trần Đình Điền ngay lập tức phát huy được tác dụng. Điểm bóng 10-12 cho biên phòng. Thế Khải phát bóng. Và đánh bóng của Evandro. Quốc Dư. Văn Hiệp. Đây là cơ hội cho biên phòng. Pha đánh bóng của Duy Tuyến, bóng trong sân. Bóng trong sân và 11-12 cho biên phòng. Một tình huống đánh lao ngắn. Và thêm một pha block có điểm nữa. Hãy cùng chờ quyết định của trọng tài. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Như vậy đó là điểm số cho biên phòng. 12 đều cho biên phòng. Bây giờ thì biên phòng đã cân bằng cách biệt điểm số. 12 đều. Và sẽ tiếp tục là cầu phát bóng của Trương Thế Khải. Rất đáng tiếc. Từ Thanh Thuận đã được tung vào sân để thay cho Quốc Dư. Đập trồng. Và đánh bóng của Trần Minh Đức. 13 đều cho biên phòng. Minh Đức có thể hơi kém hơn Quan Trại ở khâu chuyền một, nhưng khả năng tấn công của anh là không tồi một chút nào. Từ Thanh Thuận. Và đánh bóng đi ra ngoài mất rồi. 14-13 cho biên phòng. Bây giờ thì biên phòng đã vượt lên. Văn Hiệp phát bóng. Đinh Văn Tú. Đinh Văn Tú và Evandro đã không ăn ý với nhau. Và 15-13 cho biên phòng. Văn Tú chuyền bóng rất nhanh ra biên 4, nhưng Evandro đã lao lên hơi chậm. Không thể có được một pha đập bóng và điểm cho biên phòng 15-13. Một trận đấu rất kịch tính. Evandro. Pha đánh bóng của Trần Minh Đức đã không qua lưới. Và 14-15 điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa. Đánh bóng của Ngọc Thuận. Đó là điểm cho biên phòng. 16-14. Rất kịch tính. Bóng đã chạm lưới và thay đổi quỹ đạo rồi.
khiến cho vận động viên hàng sau của Sa Đéc Khánh Hòa bị bất ngờ. Tình huống phòng thủ hàng sau của Evandro Dias, ngoại binh người Brazil. Minh Đức phát bóng. Điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa pha ghi điểm của Chiến Chiêu. Đó là một tình huống đánh lao dài. Duy Tuyến ngay lập tức mang về thêm một điểm nữa cho biên phòng 17-15 với một tình huống đánh nhanh. Tưởng như đó sẽ là một tình huống phối hợp đập chồng của biên phòng thì Duy Tuyến đã dứt điểm ngay. Mười bảy mười lăm cho biên phòng. Cầu phát bóng của Duy Tuyến. Pha đánh bóng của Phúc Lộc. Mười sáu mười bảy cho Sa Đéc Khánh Hòa. Có lẽ là nếu không bị đau chân thì Đinh Văn Duy sẽ phản xạ nhanh hơn. Văn Duy. Đánh bóng của Phạm Văn Hiệp. Bóng ngoài rồi, điểm cho biên phòng. 18-16, bóng chạm trán và đi ra ngoài. Văn Duy phát bóng. Pha đánh bóng của Quốc Dư. Như vậy là trọng tài bắt lỗi chạm lưới của biên phòng. Đó là tình huống challenge của Sa Đéc Khánh Hòa. Quốc Dư đánh bóng đi ra ngoài và Khánh Hòa cho rằng tay chắn của biên phòng đã chạm lưới. Tình huống challenge của Sa Đéc Khánh Hòa. Văn Hiệp đã chạm lưới rồi. Rất rõ ràng. Đó là điểm số cho Sa Đéc Khánh Hòa. Một tình huống challenge thành công. Tỷ số lúc này là 17-18, điểm bóng cho Sa Đéc Khánh Hòa. Dương Văn Tiên phát bóng. Sẽ là quả phát bóng tấn công. Nhưng Thế Khải đã mang về thêm một điểm số nữa cho biên phòng. Bóng chạm trán và đi ra ngoài. 19-17 cho biên phòng. Ngọc Thuận phát bóng. Pha đánh bóng của Quốc Dư. Ngọc Thuận block. Người đã block là Evandro Dias. 18-19 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Đó là lý do mà huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đã ký hẳn hợp đồng 1 năm với Evandro thay vì chỉ nửa đầu của mùa giải vô địch quốc gia năm nay.
ngoại binh người Brazil chắc chắn sẽ đồng hành cùng với sân Khánh Hòa ở vòng chung kết và giai đoạn 2 diễn ra vào cuối năm nay. Phạm Văn Hiệp, Quốc Dư, Văn Hiệp, tuyệt vời, 20-18 cho biên phòng. Sân Khánh Hòa đang rất nỗ lực bám đuổi phía sau nhưng biên phòng chưa cho phép Khánh Hòa vượt lên. Một pha đánh bóng lách chắn của Phạm Văn Hiệp. Hai mươi mười tám cho biên phòng. Block. Biên phòng đã block thành công. 21-18 cho biên phòng. Và sẽ có tình huống time out của Sàn Ép Khánh Hòa, cách biệt là 3 điểm. Quốc Dư đã bị Minh Đức block trong một tình huống nhảy lên cùng với Duy Tuyến. 21-18 cho biên phòng. Năm ngoái thì cũng ở trận chung kết nam của Cô Hùng Vương, Sân Khách Khánh Hòa đã để thua biên phòng 1-3. Và bây giờ thì họ cũng đang phải đối diện với một viễn cảnh tương tự. Evandro, thêm một pha block nữa. Đó là tình huống nhảy lên chặn bóng của Duy Tuyến. 22-18, 4 điểm rồi. Cách biệt lúc này đã là 4 điểm. Đó là cái tay chắn của Duy Tuyến trong tình huống nhảy lên chắn bóng cùng với Phạm Văn Hiệp. Chuyển chiều rời sân và người vào sân là Thanh Phương. Sự thay đổi ở vị trí phụ công của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Evandro, điểm cho Sàn Ép Khánh Hòa 19-22. Và bây giờ thì huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc tiếp tục thay truyền hai. Đinh Văn Tú rời sân và người vào sân là Quốc Thiện. Quốc Thiện có khả năng chắn bóng tốt hơn so với Đinh Văn Tú. Đập trông và đánh bóng của Trần Minh Đức. Minh Đức vào sân thay cho Quan Trai và anh đang chứng tỏ được giá trị của mình. 23-19 cho biên phòng. Họ chỉ còn cách chức vô địch của Quốc Vương năm nay đúng 2 điểm nữa mà thôi. Cách biệt lúc này là 4 điểm và biên phòng chỉ cần thêm đúng 2 điểm nữa để có thể bảo vệ thành công chức vô địch của Quốc Hùng Vương. Pha đánh bóng của Thanh Phương, 20-23. Thanh Phương là phụ công đã từng được cho mượn tới Hà Tĩnh và Thể Công ở những mùa giải trước đây. Evandro phát bóng. Đinh Văn Duy, Minh Đức, Dương Văn Tiên. Một pha block có điểm nữa của biên phòng. Có lẽ đó lại là Duy Tuyến block. 24-20 Championship Point. 4 Championship Point cho biên phòng. Time out cho Sàn Ép Khánh Hòa. Bây giờ thì Khánh Hòa phải đối mặt với 4 Championship Point. Và huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đã phải sử dụng đến lần time out thứ 2.
Văn Tú đã được huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc tung vào sân để thay cho Quốc Thiện sau trận thắng Hà Tĩnh. Thì đội trưởng Từ Thanh Thuận đã chia sẻ rằng anh rất muốn tái đấu với Biên Phòng trong trận chung kết của Hùng Vương để đòi lại món nợ đã thua 1-3 ở trận chung kết năm ngoái. Nhưng có lẽ là món nợ này sẽ được gia hạn thêm 1 năm nữa, ít nhất là như vậy. Bóng ngoài 21-24 cho Sanet Khánh Hòa. Và huấn luyện viên Trần Đình Tiến challenge Biên Phòng cho rằng pha phát bóng vừa rồi bóng trong sân. Hãy cùng xem lại pha phát bóng này của Trần Minh Đức. Góc quay này thì chúng ta cũng chưa thể xác định rõ ràng là bóng trong sân hay chưa. Nếu Biên Phòng challenge thành công thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây. Bóng ngoài. Và đó là tình huống challenge không thành công của Biên Phòng. Tỷ số bây giờ là 21-24 cho Sanet Khánh Hòa. Vẫn còn tới 3 championship point nữa mà Khánh Hòa buộc phải cứu. Thanh Phương rời sân và người được tung vào sân là Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng sẽ là người phát bóng và hãy cùng chờ xem quả phát bóng này của Triển Chiêu. Rất căng thẳng. Sanet Khánh Hòa không được phép để thua thêm một điểm nào nữa ở trong trận đấu này. Duy Tuyến, Minh Đức, Ngọc Thoan. Hết rồi. Mọi nỗ lực của Sanet Khánh Hòa đã hết rồi. Xin chúc mừng Biên Phòng. Ngọc Thoan là người đã ghi điểm quyết định để mang về chiếc cúp Hùng Vương thứ hai cho Biên Phòng. Màn lội ngược dòng thành công của thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Biên Phòng đã để thua 15-25 ở trong set đấu đầu tiên. Nhưng 3 set đấu sau đó họ đã là những người giành chiến thắng với các tỷ số lần lượt là 25-12, 25-22 và 25-21. Xin chúc mừng Biên Phòng. Biên Phòng đã bảo vệ thành công chức vô địch của giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương. Năm ngoái thì thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền đánh bại Sanet Khánh Hòa với tỷ số là 3-1. Và năm nay thì họ tiếp tục vượt qua Khánh Hòa với tỷ số tương tự để bảo vệ thành công chức vô địch Cúp Hùng Vương. Đây là chiếc Cúp Hùng Vương thứ hai trong lịch sử của Biên Phòng. Còn với Sanet Khánh Hòa, họ lúc này vẫn đang là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất của Cúp Hùng Vương với 4 chiếc vô địch. Sanet Khánh Hòa vẫn chưa thể san bằng được.